Ờ thì mấy anh em không ăn thịt à? Em cầm mong là được cơ là ăn cơ không. Đâu khẩu trang đâu mà phát đâu anh em chỉ xuống thôi. Đây găng tay nữa, ai chiếu anh sò ấy. Đây là... sổ mũ. Vâng, cho con. Mua cho con chị Tùng à, cháu chị Tùng à? Con nhà em. Con nhà em à? Vâng. Đấy, còn mấy hay mấy tảng to ấy thôi, dùng khoan là xuống ấy. Ồ, con ong đất đấy. Ừ. Ôi, đi bắt ong suốt rồi lại còn hỏi con ong gì đấy. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Trong những cái nội dung video trước ấy thì mình cũng có để em Gia đi chợ, cũng như là hướng dẫn em là cách đi chợ như thế nào này, hay là mua hàng hóa ra sao, thì mình cũng rất là muốn là giúp em Gia có cái khả năng giao tiếp tốt hơn, cũng như là biết cách trao đổi này, mua bán này, không còn rụt rè hay là xấu hổ trong cái việc mà giao tiếp tiếng phổ thông nữa. Cũng giống như ngày hôm nay vậy, thì Cao Nguyên Đá cũng sẽ để em Gia là đi chợ mua một số đồ còn thiếu cho cái công việc mà làm nhà cho hai cháu này, cũng như là việc đi mua thức ăn, thực phẩm để nấu cơm cho bà con đến giúp mọi người ạ. Thì buổi sáng nay thì mình sẽ để em Gia đi chợ, còn mình sẽ ở bên trong xóm để xem bà con là vận hành cái máy sát bột đá như nào, cũng như là cái số lượng bột đá sẽ sát trong ngày ra sao. Thì rất vui khi được quý cô bác, anh chị và mọi người khán giả trên kênh đón nhận và quý em Gia. Thì qua đây Cao Nguyên Đá xin phép thay mặt em Gia gửi lời cảm ơn đến mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong nội dung video sau. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em Gia có mày ạ, có mặt là tại ở chợ Mía Vạc. Thì hôm nay thì em Gia nhờ anh em Hà Xó ra giúp sát bộ đá. Thì thế về cái đồ dùng thì em Gia hiện tại đã có mặt ở chợ Mía Vạc để đi mua cái đồ để dùng đấy. Để xin mời ký cô bác đây. Thì hôm nay sát bộ đá thì thiếu về cái sẻ, lại đi mua 2-3 cái sẻ này, khẩu tra cho bà con này. Mà ký cô bác ạ. Có sẻ không chú? Hả? Sẻ. Sẻ á? Vâng. Có. Đây đây. Lấy loại nào? Lại to, lại sút bò đá. Đấy. Đấy. Đấy to đấy. Đấy lại này. Lại lần này cái bao nhiêu chú? Bên đấy 50. 50. Okay. Và đi ra hòn đảo lý giờ thì đi ra chiếc chợ mà vô plaza xí mà plaza chợ vô ra nữa chưa chợ. Ông ơi, cái chín mưa ông ơi. Chơi mua chơi nhá. Bao nhiêu chú? Lấy 2 giá thôi, lấy 90. 90. Lấy chuẩn tí 80 đấy chú. Không. 100 lấy 90 là được rồi. Vâng. Đi chào chơi rừng là cho nó chắc đi. Đây còn 10. Vâng. Thuốc nào lấy không? Không ạ, à, có khẩu trang không? Khẩu trang đâu? Thì mua được 2 cái sẻ rồi, có thế khẩu trang cho bà con ấy. Hay sắt bồ đá thì lấy bộ. Lấy cả phong à? Vâng. Đây cả phong ra này. Hôm nay sắt bồ chú ạ. Cái này à? Vâng. Cái này là lấy 30 một cái.
30 một cái. Cái này hoạt ra. Vâng. Thì hôm nay sắt bồ đá chú ạ. Đúng. Dùng cái này cho nó dễ đổ vào máy. Cho 4 cái. Vâng. Chú bỏ cái bao nhiêu? 4 cái 120. 4 cái 120. Chan thôi chú ạ. Không, 120 thì rẻ. Thì cháu 101 thôi chú. Không được à? Thì ở nhà có 4 cái rồi thì mình lấy 4 cái nữa. Để cho bà con đủ dùng. Cháu gửi tiền xuống. Quê nó không phải lại đây. Không phải. Cái mẹ cho. Cũng mênh mà không biết. Nó chỉ có thấp độc nhờ. Ơ không cần gì đấy. Cần phải là cài. Thì đồ dùng đã mua được hết rồi thì mở cái con bát này vào mua thức ăn cho bà con thôi. Vâng, mở cái con bát ạ. Thì hôm nay bà con cũng rất là đông ra họ sắt bổ đá thì Ezia vừa mua được hai cân thịt một cân của nó là 90, hai cân là chát đá thì lúc này lại quên cò ra tay cho bà con á. Mà cái con bát rồi. Chú ơi, lúc nãy cháu quê ra tay có không? Cái quán, gì? Ra tay có. Đo bao nhiêu chú ạ? Lấy tất cả bịch đi. Không lấy hết đâu. 10 đôi lấy 80. 80 đấy. Vâng. Cả bịch cũng rẻ luôn. Bình 70 thôi. Bao nhiêu? Cả bình 10 cái 70.000 thôi. 70 đấy á? Ừ. Ừ, vâng. Lấy 10.000 tối gì mà lấy 10.000. Cháu gửi tiền chú ạ. Cần cái túi sách không? Cho cái túi đây. Vâng, có không? Cho có. Cháu phi cái. Ờ, túi đen đấy. Vâng. Rồi, sách rồi, cầm. Để cho cái đít con người chứ. Hát vừa nha. Vâng, cháu vào cái chú. Lúc cả cái này là. Vâng. Được rồi. Cần thiết cái này nữa. Vâng. Cho làm một vâng. Cái. Đây, cháu ra với chú ạ. Vâng, vâng. Thì Ezia đã mua được đồ dùng hết rồi. Vậy có phải đi về nhà để chữa bị cơ cho đấy, bà con ăn trưa nữa. Thì mở cái cơ bát nữa. Về cổng anh Diêu, Ê Diêu. Mở cái con bác ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Ê Diêu cũng về sắp đến nhà rồi. Thì gà vợ Ezia thì bậu vợ Ezia họ xách cái này.
mọi người đi xa nhà anh Dìa, đi vào nhà anh Dìa để tha cắt bà co sắt đá như thế nào. Bây giờ thì anh Dìa đã vào đến nhà rồi, thì xin mở với con bác lại vào nhà anh Dìa để xem bà co sắt bộ đá như thế nào. Lìa nó chả nè. Đông người không đủ anh. Mua cái nữa chứ. Không, anh định bảo là ấy để anh mua cái kia sắt ấy. Cái sắt nó bị vỡ. Cái này á? Ừ. Cái này mình lúc mình xúc thì mình nhẹ ra đàn, nhẹ ra thì có đàn. Tên này nó. Nét sót nhiều bạn luôn. Vâng vâng. Đâu thế hôm nay đi chợ mua được cái gì? Khẩu trang ạ. Khẩu trang. Vâng, để cho bà con sắt. Đâu? Thế là ai ở trong này anh ạ? Trong này luôn ạ. Vâng. Để em đi chợ nhiều cho dạ mọi người ạ. Vâng. Nó tiếng phổ thông nó tốt. Vâng. 2 cân thịt đúng không? 2 cân thịt. Cân của nó là 90 đấy. Hai cái xe. Nhá, mua thịt này nhá, để ý nhá, các chị đấy có người ở chợ cân điêu ấy nhá. Vâng. Chỉ cân được 9 lạng thôi đấy. Vâng. Mình phải mang cửa hàng khác để cân. Hai cái xe nữa. Không, thì là đắt hơn thì là không, đắt hơn thì là chuẩn. Nếu mà rẻ hơn thì là cân thiếu. Thì... đúng không chú? Chú gà tây là 70 nghìn. 70 nghìn 10 đôi chứ. Vâng. 12 đôi chứ. 12 đô mà. Bảo là lấy đô của nó là một đô là 8 nghìn đấy. Đúng rồi. Thế là đâu khẩu trang đâu mà phát cho anh em chị dùng đây. Đây găng tay nữa, ai thiếu anh xò ấy. Đây là... sổ mũ. Vâng, cho con nhà. Mua cho con chị Tùng à, cháu chị Tùng à? Con nhà em ạ. Con nhà em à? Vâng. Thế mang ra để bà con làm ấy. Vâng, vâng, vâng. Nóng kia như nóng đi chợ về mọi người ạ. Nó bếp. Nó bếp là cua. Vâng, vâng, vâng. Nếu mà nín cái anh cả mà. Hân tỏ tảnh lâu đấy. Máy bị hỏng ở chỗ nào đấy anh? Cứ bỏ nó ra đi, nó ra trước đi. Ôi, tôi giờ khó tìm hết rồi, còn đây tôi bắt ngặt chứ nhưng là... Ơ thì mấy anh em không ăn thịt à? Bên cầm mong là được cơ làm ăn cơ không luôn, ăn lo luôn. Đây mọi người không ăn thịt nhé, này là các cô các bác xem video lại bảo là buổi trưa này không không có món gì ăn, nhưng mà bà con này là muốn giữ lại buổi tối. Hello. Thì các chú và các anh bảo là dành cho bữa trưa ăn rau thôi, mà bữa thịt thì để ăn tối. Thì ăn tối. Đây nhưng cái này thì là tùy bà con nhé. Nói chung là bà con buổi trưa là muốn ăn nhanh nhanh ấy để còn làm việc. Còn buổi tối thì để dành thịt này mọi người còn ăn sau đấy còn giao lưu nữa. Đây thì có các anh các chú là ăn trước này này. Phía bên này thì có các chị với cả các cháu nữa thì ăn sau mọi người ạ. Em Mai thì em đang nấu cơm gạo rồi. Hôm nay nên mọi người biết là chú Dìa đi chợ thì cũng có mua 2 cân thịt rồi. Tí nữa mình sẽ chỉ cho em Mai để sơ chế luôn chứ để đến chiều thì sợ nó bị ôi ấy. Anh nha, anh bảo này, thịt này thì em định làm món gì đây? Chiều luộc anh ạ. Chiều luộc à? Ừ, luộc. Cái này luộc thì mong thôi mà. Ừ. Bây giờ này, bây giờ nhá, nếu mà chiều luộc nhá. Em gọi em ăn cơm cùng mọi người chứ? Hay là như nào? Hay tí ăn sau? Tí ăn sau anh. Còn anh ấy chứ. Còn anh chứ à? Vâng. Thế anh bây giờ anh ngồi ăn ở đây thôi. Vâng. Bây giờ là cái gì? Phải mang ra cạo sơ chế đi mà cho lên luộc.
luộc trước không để là chiều nó bị ôi đấy, có mùi đấy nhé. Không để túi bóng cái này được đâu. Không thì bây giờ không như này, thế bây giờ chú Ria ngồi ăn cùng luôn đi, để tí còn ra sát vụ đá không mọi người thì chị Tùng làm hộ em nhé. Làm cái này xong rồi mình luộc luôn không, để tối ăn chứ bây giờ để đến chiều là nó mùi. Hôm nay trời nó nắng rồi, trời hôm trước lạnh 14 độ để thịt nó thoải mái, nhưng hôm nay trời nó hửng nắng rồi mọi người ạ. Đấy, mấy anh em con trai ăn trước, còn ra làm. Bây giờ mới có 10 giờ sáng thôi. Thế sáng nay anh em ăn cơm sáng gì anh Xó, mọi người? Dân nay làm ăn ở nhà về dạ. Này không ăn đâu. Ăn ở nhà về rồi đúng không? Ừ. Nói chung là làm đá này nó mệt nhanh lắm mọi người, đói nhanh ấy. Thế mọi người ăn sớm. Buổi chiều thì là bây giờ ăn cơm xong là làm một cái đến 5 giờ chiều bắt đầu lại mới nghỉ xong ăn cơm tối. Còn các chị em thì là 3 giờ là đã phải thôi rồi, về còn đi lấy rau lợn mới lấy cỏ bò ấy. Các anh thì hộ các cháu, còn các chị các em thì con gái thì là về nhà lấy cỏ bò. Làm đến 5 giờ là đi hái lên cắt cho không các con cỏ bò. Vâng. Gì á, chú này là ở đâu đấy? Ngày 3. Ngày 3. Buổi trưa đấy. À. Gần ngay để trưa mà. Hôm nay mới gặp chú, nhà chú nói tiếng phổ thông tốt. Vâng. Chú tên là gì chú? Lùng. Chú Lùng à? Chú Lùng. Vâng vâng. Thế nha, thế mời mọi người nhá, mời các chú nhá. Vợ anh Lùng ấy ở lại thị xã mà. À. Vợ chú Lùng là làm trên xã à? Vâng. Trước là bí thư, bây giờ là nhìn đi quá chị. Chủ tịch hội đồng. À, chủ tịch hội đồng nhân dân. Vâng. Vâng ạ. Đó, sang xem thanh niên này tra cái cán xẻng à. Nó bị làm sao? Không, em thay cái xẻ. Công anh. Cái xẻ kia mà không được xúc được đấy. Thế là chú Dìa đang nghe mua luôn cái cán ở ngoài chợ thì không mua. Cái à, người ta đòi bao tiền? Bảo là cái sẻ đấy 50 một cái. 50.000 một cái cá à? Vâng. À. Thì nó có chát không? Cái kia là gỗ nó người ta bảo ra ấy. Người ta tiện đấy. Nó gỗ tạp thì nó cái kia dễ gãy lắm. Dùng cái này nó có chát hơn. Nay là mua thêm hai cái xẻng này, thêm 4 cái kỳ nữa mọi người ạ. Thì cái chi phí này mua hết bao tiền thì em Gia em sẽ ghi vào trong sổ, mình sẽ tổng hợp ở trên video. À, ăn xong rồi anh em mình đi lấy máy nhá, máy khoan đấy. Cả hai cái sửa xong hết rồi. Cái hôm trước kia bị tụt dây thì người ta tháo ra người ta lắp lại cho mình rồi. Thì chiều nay lấy cái máy khoan về chạy cái máy kia chạy lốt đa. À, còn cái máy khoan của anh bé gọi cái cậu hôm trước vào nhận phá nền cho mình là tên là gì nhỉ? Má cơ. Ừ. Thì gọi cậu ấy xuống cho dùng thử cái máy khoan này xem là dùng có thạo không đã. Má ở đây. Ừ, má đây rồi. Thì nên mình cứ mang xuống phải thử tay nghề anh em đã chứ. Thì phải biết là trả cái phần tiền công cho nó hợp lý hơn mọi người ạ. Bởi vì cái việc mà khoan đá phá đá này nó cũng vất lắm. Hôm nay thì trời nó nắng rồi. Ở đây thì mọi người có thể xem này. Cái bột đá ấy, sáng nay bà con sát được một ít rồi. Sáng thì vẫn tranh thủ đập xong rồi cũng vừa sát được loanh quanh như hơn tiếng tí thôi. Thì cái bột đá mình xây kè ấy, thì mình sẽ sát to hơn bột đá xây mọi người ạ. Để tránh trường hợp nó bị tốn. Mọi người biết thì xây đá thì để mà lấy cái mặt phẳng đặt viên đá lên thì nó cũng rất là tốn cái vữa ấy. Nên là cái này mình sát to hơn một chút. Còn về cái mà bột đá xây nhà ấy, thì hôm tới là sẽ thay cái mặt sàng ở trong cái máy này. Sẽ nhờ bên chú lệnh. Chú thay đi. Nói chung là xây kè cực kỳ tốn xi và tốn bột đá luôn. Cái này xưa phải mất lao thời gian. Cái này thì đấy, hôm trước anh em mình hợp đồng rồi. Vâng. Máy hỏng là chú đấy sửa. Máy hỏng là của việc của chú. Hả? Đúng rồi. Vâng. Còn em gọi điện cho chú rồi đúng không? Gọi rồi, về gọi anh.
bảo là các cậu chưa về. Chưa về ấy gì? Có nghĩa là bây giờ nha, bảo chú nha là của cháu là bây giờ lúc nào cháu sát, hôm nay cháu sát hết một sách dầu hoặc là ngày mai sát hết một sách dầu ấy, chú phải có mặt ở đây. Trường hợp máy hỏng phải sửa ngay. Sáng mình đi tới tận nhà nó đố nó ra, thì chiều lại chiều đưa về. Đúng rồi. Hôm nay nắng buổi thích quá. Dạ. Máy hỏng thì cái em đấy, tảng đá hôm trước là phá được hết ở đây rồi này. Đấy, còn mấy hay mấy tảng to ấy thôi, dùng khoan là xuống đấy. U, con ong đất đấy. Ong đất đó. Ừ. Đi bắt ong suốt rồi lại còn hỏi con ong gì đấy. Ong đất đấy. Ở đây có tổ này. Ở gần gần đây sẽ có tổ, hốc đá nào sẽ có tổ đấy. Con này đốt thì thôi rồi, chết trâu đấy. Chết bò ấy, thật mà. Thôi mọi người ạ, video bây giờ thì cũng tương đối là dài rồi. Sáng nay thì mình cũng có để cho em Gia là đi chợ. Để nếu mọi người thấy video hay và ý nghĩa cũng như là quý em Gia thì cũng rất mong là được quý cô bác mọi người là ủng hộ em Gia trong quá trình mà trong thời gian giúp các cháu làm nhà cũng như là thay cao nguyên đá là có thể đi mua sắm những cái đồ vật thiết yếu rồi nhu yếu phẩm để mời bà con ăn cơm khi đến hộ. Mình cũng xin phép được dừng video tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.